Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. MU chốt thương vụ trung vệ 80 triệu euro. Ten Hag không lời bảo chữa kỷ lục thua của Man United. Đại gia bóng đá Ả Rập đề nghị khủng, Osimhen khó từ chối. Zidane đạt thỏa thuận với chủ sở hữu Newcastle trở lại làm huấn luyện viên. MU chốt thương vụ trung vệ 80 triệu euro. Theo 442, đội chủ sân Old Trafford đang lên kế hoạch chiêu mộ học trò của Erik ten Hag. Với chấn thương nghiêm trọng của Lisandro, MU dự kiến sẽ sớm tham gia thị trường chuyển nhượng để tìm kiếm cho mình một mục tiêu trên mọi hạng phòng ngự. Đã có nhiều cái tên được đội chủ sân Old Trafford nhắm đến và trong những diễn biến mới nhất, nguồn tin từ 442 tiết lộ rằng ten Hag đang cân nhắc việc tái hợp cậu học trò tại Ajax là Matthijs de Ligt. Trung vệ 24 tuổi mới gia nhập Bayern từ Juve vào tháng 7 năm ngoái, nhưng anh không còn hạnh phúc tại đây khi thiếu cơ hội ra sân thường xuyên. Đội chủ sân Old Trafford có cơ hội để xúc tiến thương vụ này bởi ngoài mối quan hệ tốt giữa Ten Hag và De Ligt, họ còn sở hữu hai mục tiêu được Bayern Munich săn đón vào mùa hè này, đó là Scott McTominay. Chính vì vậy, MU hoàn toàn có thể sử dụng McTominay như một phần của cuộc đàm phán nhằm đề nghị đối tác giảm bớt mức giá. Được biết, Bayern sẽ chỉ đồng ý bán De Ligt nếu nhận về lời đề nghị trị giá 80 triệu euro. Ten Hag không lời bảo chữa kỷ lục thua của Man United. Huấn luyện viên Ten Hag nói rằng ông hiểu rõ những tiếng la ó từ người hâm mộ MU sau thất bại sốc trước Crystal Palace ngay tại Old Trafford. MU đã nhận thất bại thứ tư trong mùa giải Ngoại hạng Anh trên sân nhà trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn. Pha lập công xuất sắc của Joachim Anderson đã giúp Crystal Palace đánh bại Emman đỏ với tỷ số 1-0. Cũng cần phải nhớ là MU giành thắng lợi với tỷ số 3-0 khi hai bên gặp nhau ở vòng 3 Carabao Cup vào giữa tuần, nhưng chính Palace mới là đội chiếm ưu thế trong lần tái đấu này. Đúng là vị trí được ra người Hà Lan đã gặp khó khăn vì danh sách chấn thương dày đặc kể từ đầu mùa và bị phân tâm bởi các vấn đề bên ngoài sân cỏ liên quan đến Antony và Jadon Sancho. Nhưng đó không phải là lý do chính sau khi MU đã chi 400 triệu bảng cho các cầu thủ mới. Tiếng la ó vang lên khắp sân Old Trafford và Erik ten Hag cho biết ông hiểu rõ sự phẫn nộ bởi người hâm mộ sau khởi đầu mùa tồi tệ nhất của câu lạc bộ trong 34 năm. Thất bại 0-1 của MU ngay tại Old Trafford là lượt trận thua thứ tư trong 7 trận tại Premier League mùa này, cân bằng kỷ lục ảm đạm năm 1989 suýt khiến Sir Alex Ferguson mất việc. Tôi hiểu, Ten Hag chia sẻ. Chúng tôi chơi trên sân nhà và gặp Crystal Palace với rất nhiều kỳ vọng MU phải thắng. Nhưng tôi biết là mọi trận đấu tại Premier League đều khó khăn. Các cầu thủ sẽ phải chơi hết sức mình và tôi biết người hâm mộ luôn mong đợi điều gì tốt nhất. Đây là một khởi đầu tồi tệ, chúng tôi đã làm không đủ tốt. Thất bại mới còn đáng thất vọng hơn sau những chiến thắng liên tiếp trước Burnley và Crystal Palace tại Carabao Cup đã làm dấy lên hy vọng khởi đầu tệ hại của MU đã rơi về phía sau họ. Khi được hỏi liệu ông có lo ngại về một mùa giải thất bát hay không, Ten Hag trả lời: "Tất nhiên đấy là điều đáng lo ngại và chúng tôi sẽ phải kiên định hơn, mạnh mẽ hơn. Các cầu thủ sẽ phải sửa sai và làm tốt hơn hiện tại. Tôi không có lời bảo chữa nào hết. Chúng tôi cần phải giành chiến thắng ở trận đấu tiếp theo. Tôi không phải là vấn đề may mắn và chúng tôi sẽ làm việc nhiều hơn." Huấn luyện viên của đội khách Crystal Palace, ông Roy Hodgson, trở thành nhà cầm quân thứ hai sau đồng nghiệp Pep Guardiola giành chiến thắng thứ ba trận liên tiếp tại Premier League ngay tại thánh địa Old Trafford. Không giấu được niềm hạnh phúc, Hodgson chia sẻ: "Đây là kết quả yêu thích của tôi vào lúc này. Các cầu thủ của tôi đã chơi rất tốt. Niềm tin của tôi khi trở lại nước Anh là giành chiến thắng với Crystal Palace, bị xem là đội chưa ở cùng chân với Man United. Chiến thắng càng khiến tôi hài lòng hơn khi có thể giành một kết quả trước một đối thủ lớn. Tôi ghi nhận công lao của các cầu thủ, đặc biệt là chúng tôi vừa thua nặng nề trước MU hồi giữa tuần với một sự thất vọng rất lớn." Tiền đạo Victor Osimhen hiện đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ AC Milan. Theo Gazzetta dello Sport, tiền đạo Victor Osimhen được cho sẽ là đối tượng gửi lời đề nghị giá 200 triệu euro của AC Milan. Cầu thủ này gần như vướng lùm xùm với câu lạc bộ chủ quản Napoli và được đồn có khả năng ra đi. Mức lương và thỏa thuận cá nhân sẽ được gửi tới người đại diện của tiền đạo 24 tuổi. AC Milan đảm bảo rằng con số sẽ khiến cho Osimhen khó có thể từ chối. Hiện tại các cuộc đàm phán được cho là đang diễn ra và dự kiến sẽ có kết quả trong ít ngày tới. Hiện tại hai ông lớn của bóng đá châu Âu là Chelsea và Real cũng đang quan tâm đến tuyển thủ Nigeria và sẵn sàng chi số tiền khủng để có được ngôi sao này. Trong một diễn biến khác thì theo Fichajes, người Ả Rập sắp đến thương vụ Ronaldo và dĩ vãng khi đang đồn lực chiêu mộ Salah từ Liverpool. Cụ thể họ chuẩn bị trở lại vào đầu năm 2024 với đề nghị mới trị giá hơn 250 triệu euro, kẻ mức lương cao nhất thế giới. Những con số này sẽ biến Salah thành bản hợp đồng thể thao lớn nhất thế giới, phá kỷ lục của chính thương vụ CR7 họ mới ký vào đầu năm. Vào đêm qua, Al Nassr có được chiến thắng quan trọng 2-1 trên sân Al Tai trong khuôn khổ vòng 8 Ả Rập Xê Út. Ngôi sao sáng nhất trận không ai khác ngoài đội trưởng Ronaldo với một kiến tạo rồi tự mình ghi bàn ấn định thắng lợi. Trở thành người hùng của Al Nassr, CR7 một lần nữa chứng minh anh chưa hết thời thông qua những con số biết nói. Theo đó thì siêu sao người Bồ hiện đã cán mốc 10 bàn và 5 kiến tạo tại Serie Pro League, đứng đầu ở cả hai hạng mục của giải đấu này. Zidane đạt thỏa thuận với chủ sở hữu Newcastle trở lại làm huấn luyện viên. Zidane đã đạt thỏa thuận với chủ sở hữu câu lạc bộ Newcastle và người ta bóng đá Pháp này sẽ trở lại với công việc huấn luyện viên trong thời gian tới.
Zidane không nhận bất cứ công việc nào kể từ khi ông rời chức huấn luyện viên trưởng Real vào năm 2021, nhưng bây giờ huyền thoại bóng đá Pháp và thế giới có thể sớm trở lại với công việc quản lý một câu lạc bộ sau khi ông đạt được thỏa thuận với quỹ đầu tư công Ả Rập Xê Út. PFI chính là chủ sở hữu của câu lạc bộ Newcastle và 4 câu lạc bộ lớn nhất giải Super Pro League gồm Al Hilal, Al Nassr, Al Ahly và Al Ittihad. Từ Daily Star thông tin. Từ Daily Star chia sẻ cụ thể, Zidane được cho là đã đồng ý quay trở lại với công việc huấn luyện viên bóng đá nếu chủ sở hữu của Newcastle là PFI mua lại thành công câu lạc bộ Marseille của Pháp. Điều này đồng nghĩa Zidane sẽ làm huấn luyện viên trưởng của Marseille nếu như PFI mua lại thành công câu lạc bộ này. Kể từ khi rời đội chủ sân Bernabeu vào mùa hè năm 2021, Zidane hoàn toàn rời xa thế giới bóng đá. Trước đó có tin đồn Zidane sẽ dẫn dắt câu lạc bộ Man United vào thời điểm Quỷ Đỏ tìm huấn luyện viên thay Ole Gunnar Solskjaer. Tuy nhiên Zidane bác bỏ mọi khả năng đến Premier League làm việc. Zidane đạt thành công to lớn trong cả sự nghiệp cầu thủ lẫn huấn luyện viên, đặc biệt là tại Real Madrid. Zidane có 2 lần khác nhau dẫn dắt câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha giành 3 chức vô địch Champions League và 2 chức vô địch La Liga. Ông đã nhiều lần bày tỏ mong muốn được trở lại công việc huấn luyện. Mặc dù Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã quyết phục Zidane dẫn dắt đội bóng Ligue 1, nhưng cựu tiền vệ này dường như không quan tâm đến việc chuyển đến PSG, đối thủ không đội trời chung của câu lạc bộ quê hương Zidane ở Marseille. Và bây giờ thì theo báo cáo từ France Bleu Provence, Zidane đã đạt được thỏa thuận trên lý thuyết với PFI. Sau khi mua lại thành công Newcastle, PFI đặt mục tiêu tiếp quản Marseille từ chủ sở hữu hiện tại là Frank Marcus. Tuy nhiên, Marcus hiện không muốn bán đội bóng giàu truyền thống nhất bóng đá nước Pháp là Marseille. PFI coi Marseille là một thương vụ mua lại lý tưởng cho vị thế và danh tiếng của câu lạc bộ trong lòng bóng đá Pháp. Với việc phía Qatar đã sở hữu câu lạc bộ PSG thông qua Qatari Sport Investment, PFI sẽ hỗ trợ tài chính cho Marseille để cạnh tranh với PSG không chỉ trong nước mà còn cả châu Âu. Zidane cũng được liên kết trở lại dẫn dắt Real lần thứ 3 trong bối cảnh tương lai của ông Ancelotti không chắc chắn. Tuy nhiên, việc Zidane trở lại Los Blancos dường như khó xảy ra vào thời điểm này. Ancelotti dự kiến sẽ tiếp tục nắm quyền tại Real cho đến hết mùa giải. Sau đó, chủ tịch của Florentino Perez nhiều khả năng sẽ theo đuổi một hướng đi mới cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. MU thanh lý Anthony Martial vào tháng 1. Mundo Deportivo khẳng định Manchester United đứng trước cơ hội đẩy Anthony Martial trong tháng 1 năm 2024. Cụ thể, Barcelona đã để mắt đến bản hợp đồng tiếp theo ở kỳ chuyển nhượng tháng 1, với Anthony Martial là một phần trong danh sách rút gọn. Đội bóng xứ Catalan tiếp tục phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng tài chính. Do đó, họ phải tìm đến những bản hợp đồng giá rẻ để củng cố đội hình. Trong mọi trường hợp, Barcelona không muốn dừng lại trong nỗ lực tăng cường sức mạnh và sẽ tiếp tục tìm kiếm những thương vụ hời trên thị trường. Chính vì thế, Barcelona dự định tiếp cận Anthony Martial, một cầu thủ không có tương lai lâu dài với Quỷ Đỏ. Ngược lại, Manchester United đang muốn loại bỏ tiền đạo thi đấu thiếu ổn định này. Chưa kể anh cũng liên tục dính chấn thương. Vấn đề thể trạng có thể khiến cho sự quan tâm của tiền đạo này giảm bớt đi, nhưng Barcelona sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Họ có thể sẽ lên kế hoạch cho mượn cầu thủ người Pháp vào tháng riêng. Nhưng để tránh rủi ro mất trắng Anthony Martial trong tương lai, Quỷ Đỏ phải kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm. Lúc này, giao kèo của Anthony Martial sẽ hết hạn vào hè năm 2024. Chúng tôi đến đây là kết thúc. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để ủng hộ chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.